Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay sau khi quân đội Azerbaijan tiến hành một hoạt động quân sự gần đây ở Nagorno Karabakh lực lượng ly khai đã hạ vũ khí còn người tộc Armenia địa phương đã di tản ồ ạt sang Armenia hãng tin Reuters đưa tin các gia đình người tộc Armenia đói khát và kiệt sức đã làm trật cứng các con đường bộ hôm 26 tháng 9 khi họ rời bỏ nhà cửa ở vùng Nagorno-Karabakh ly khai vừa bị đánh bại trong cuộc xung đột vũ trang với quân đội Azerbaijan để đi sang Armenia. Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ USAID tuyên bố Washington sẽ cung cấp 11,5 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo để giúp những người dân bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson nói Chúng tôi hối thúc tiếp tục đảm bảo tiếp cận nhân đạo đối với Nagorno-Karabakh cho những ai cần trợ giúp. Chính phủ Armenia, láng giềng của Azerbaijan cho hay hơn 28.000 người trong số 120.000 cư dân thuộc tộc Armenia bản địa ở Karabakh đã nhập cảnh vào Armenia. Hàng trăm xe hơi và xe buýt nít đầy đồ đạc đang rồng rắn nối đuôi nhau trên con đường núi dẫn ra khỏi Azerbaijan. Một số người di tản được nhồi nhét trên thùng xe tải không mui, số khác thì trên xe kéo. Quan chức của vùng ly khai Karabakh cho biết số ca tử vong trong vụ nổ và hỏa hoạn tại một kho nhiên liệu vào hôm 25 tháng 9, đã tăng lên thành 68 người. Ngoài 105 người mất tích và gần 300 người bị thương, tổng cộng 68 người đã được đưa tới các cơ sở y tế ở Armenia. Giới chức chưa đưa ra lời giải thích nào về nguyên nhân của vụ nổ. Những người tộc Armenia cố gắng đến được quốc gia Armenia đã kể lại những câu chuyện đáng buồn về tình trạng chiến sự, đói khát và cả chết chóc dọc đường di tản. Một số người cho biết họ thấy nhiều dân thường đã tử vong. Họ kể nhiều đứa trẻ phải ngủ trên nền đất trong khi bụng đói cồn cào. Tài xế Petia Grigorian, 69 tuổi, nói với Reuters tại thị trấn biên giới Goris vào hôm 24 tháng 9 vừa rồi. Chúng tôi mang theo những gì có thể mang rồi rời đi. Chúng tôi không biết mình đang đi đâu. Chiến thắng của Azerbaijan đã làm thay đổi cán cân sức mạnh ở vùng Nam Kapkaz, một khu vực đông sắc tộc và nhiều đường ống dầu khí. Cả Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này. Kể từ khi Liên Xô tan rã, Armenia dựa vào quan hệ đối tác an ninh với Nga trong khi Azerbaijan ngày càng gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ. Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm chung về ngôn ngữ và văn hóa. Armenia mới đây tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với phương Tây và đổ lỗi cho Nga về việc Nga có lực lượng gìn giữ hòa bình ở Karabakh nhưng lại không bảo vệ được Karabakh do bận tâm với xung đột quân sự ở Ukraine. Nga phủ nhận cáo buộc trên và nói với Thủ tướng Armenia Pashigan rằng ông này đang mắc sai lầm lớn khi tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Azerbaijan Aliyev vào hôm 25 tháng 9 có nói bóng gió về triển vọng thiết lập một hành lang đất đi xuyên qua lãnh thổ Armenia sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, người đã gặp ông Aliyev vào hôm 25 tháng 9, đã tuyên bố vào ngày 26 tháng 9 rằng phải hoàn thành một hành lang như vậy. Hikmet Hariyev, cố vấn chính sách đối ngoại cho Tổng thống Aliyev, nói với Reuters tại Bruxelles rằng Azerbaijan chỉ muốn tạo ra các liên kết về vận tải thông qua Armenia tới vùng lãnh thổ Nakhchivan của Azerbaijan nhưng nằm tách biệt Azerbaijan về phía Tây. Theo ông này, việc đó có lợi cho cả hai nước. Theo tờ Guardian, một vụ nổ xảy ra khi người dân đang xếp hàng tại một trạm xăng bên ngoài thủ phủ Stepanakert của khu vực Nagorno-Karabakh. Nguyên nhân xảy ra thảm kịch vẫn chưa rõ ràng, nhưng chính quyền nghiêng về khả năng nổ do sơ suất hơn là bị phá hoại. Theo văn phòng thanh tra Karabakh, số liệu cập nhật mới nhất cho biết số người được xác nhận tử vong do vụ nổ kho xăng đã lên tới 68 người, Gần 300 người khác bị thương trong khi 105 người vẫn mất tích. Chính quyền Azerbaijan hôm 26 tháng 9 cũng cho biết 30 tấn xăng và 34 tấn nhiên liệu diesel đã được gửi đến khu vực. Bên cạnh đó, hoạt động di cư của người Armenia khỏi Nagorno Karabakh vẫn tiếp tục. Giới lãnh đạo của 120.000 người dân tộc Armenia đang sinh sống ở Nagorno Karabakh hôm 24 tháng 9 cho Reuters hay, họ không muốn sống như một phần của Azerbaijan và sẽ chuyển đến Armenia vì sợ bị đàn áp và thanh lọc sắc tộc. Anna Egopian, người đã đến Goris, một thị trấn biên giới ở Armenia, nói với Reuters: "Những người tị nạn đến Armenia cho hay, họ tin rằng lịch sử của vùng ly khai Nagorno-Karabakh đã kết thúc. Không ai quay trở lại. Tôi nghĩ chủ đề về Karabakh kết thúc vĩnh viễn từ bây giờ." Bên cạnh đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrian Watson cho biết, Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ bổ sung cho cộng đồng địa phương giải quyết nhu cầu cấp thiết của những người bị ảnh hưởng vì phải di cư do bạo lực trong khu vực. Mới đây, Mỹ đã kêu gọi tiếp tục viện trợ nhân đạo cho khu vực Nagorno-Karabakh trong bối cảnh các quan chức nước này công bố hỗ trợ nhân đạo bổ sung để giải quyết vấn đề y tế và các nhu cầu khẩn cấp khác tại đây. Trong cuộc đệ đàm với Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Azerbaijan về việc bảo vệ dân thường ở Nagorno-Karabakh và cho phép những người này tiếp cận viện trợ nhân đạo. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, ông Blinken đã nêu bật sự cấp bách của việc không có thêm hành động căng thẳng nào, bảo vệ quyền tự do đi lại cho dân thường, cũng như việc tiếp cận viện trợ nhân đạo ở Nagorno-Karabakh. Kiev cho rằng máy bay không người lái UAV cảm tử của Iran được sử dụng trong những cuộc tấn công mới đây nhằm vào các thành phố Ukraine chứa đầy linh kiện châu Âu. Trước đó, Nga từng nhiều lần phủ nhận việc sử dụng UAV của Iran ở Ukraine. Thông tin trên được đưa ra trong một tài liệu mật dài 47 trang mà Kiev gửi tới các nước thành viên nhóm G7 hồi tháng 8. Tài liệu này khẳng định trong vòng 3 tháng trước đó, đã có hơn 600 cuộc đột kích vào các thành phố của Ukraine được tiến hành bằng UAV có chứa linh kiện phương Tây. Tổng cộng, 52 linh kiện điện tử do các công ty phương Tây sản xuất đã được tìm thấy trong máy bay không người lái Saes 131 và 57 linh kiện trong mẫu Saes 136 có tầm bay 2.000 km và tốc độ khoảng 180 km h trong khi đó, Ukraine đề xuất tấn công tên lửa vào các nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Iran, Syria, cũng như vào một địa điểm sản xuất tiềm năng ở Nga. Những điều trên có thể được lực lượng phòng vệ Ukraine thực hiện nếu các đối tác cung cấp các phương tiện cần thiết. Nga và Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên. Moscow từng bác bỏ thông tin máy bay không người lái của Iran được sử dụng ở Ukraine, nói rằng Nga chỉ sử dụng phiên bản UAV Saez do nước này tự sản xuất trong kế hoạch quân sự của mình. Trong khi đó, Nga không ngừng cải tiến UAV các UAV thế hệ mới của Moscow sẽ tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với Ukraine khi mùa thu và mùa đông đến mang thêm nhiều thách thức. Quân đội Nga sử dụng nhiều loại UAV trong khu vực quân sự để nhắm mục tiêu vào nhiều khí tài của Ukraine như pháo, hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt, cũng như các trạm chỉ huy, quan sát và nơi tập trung quân đội. Trong số đó, UAV cảm tử Lancet đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Ukraine, đặc biệt là khi Kiev phải vật lộn để tiến hành cuộc phản công các nhà sản xuất Nga gần đây đã tiết lộ biến thể tiếp theo của Lancet có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và gây ra mối đe dọa đối với các căn cứ không quân của Ukraine. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội trước đây cho thấy, máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở căn cứ không quân Sevo bị UAV Lancet tấn công từ khoảng cách hơn 80 km, trong khi tầm bắn điển hình của Lancet là 40 km sự phát triển này của Moscow đã tạo ra thách thức mới cho lực lượng không quân Ukraine bởi các căn cứ không quân chính của lực lượng này trước đó vẫn nằm ngoài tầm bắn của các UAV tấn công cỡ nhỏ của Nga. Trong khi một quan chức quốc phòng phương Tây cho biết, vào khoảng cuối tháng 10, Ukraine sẽ cần chuyển từ tấn công sang phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ à tầng khỏi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga trong mùa đông. Trong một bình luận hôm 10 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Miley cho rằng, Kiev có lẽ chỉ còn khoảng từ 30 đến 45 ngày thời tiết thuận lợi cho chiến đấu trong năm nay. Sau đó các điều kiện sẽ bất lợi cho họ. Văn phòng báo chí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết, bốn máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ đã đến căn cứ không quân Fetesti ở Romania vào ngày 22 tháng 9 năm 2023 để tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát trên không của NATO ở khu vực Biển Đen. Động thái này diễn ra sau khi mảnh vỡ của máy bay không người lái Nga gần đây được tìm thấy trên lãnh thổ Romania. Phát ngôn viên của NATO, Dylan White cho biết, chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ triển khai bổ sung các máy bay chiến đấu F-16 cho sứ mệnh an ninh không phận của NATO ở Romania. Điều này là một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ mọi thành viên của liên minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng một nhiệm vụ khác của F-16 chính là theo dõi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào những mục tiêu của Ukraine nằm gần biên giới NATO. Tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không Avenger được Mỹ điều động đến Romania củng cố khả năng giám sát Biển Đen khi khủng hoảng Ukraine leo thang. Tuy nhiên, không quân Mỹ không cho biết số lượng tiêm kích được điều đến Romania. Một hình ảnh được công bố gần đây cho thấy ít nhất 3 chiếc F-16C đeo hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa diệt radar cất cánh từ Spandalem. Một chiếc lắp phiên bản chiến đấu của tên lửa đất đối không tầm trung AIM-120 AIM RAM. Hai chiến đấu cơ còn lại mang mô hình huấn luyện của tên lửa AIM-120 và AIM-9X Sidewinder các tiêm kích sẽ thực hiện hàng loạt đợt huấn luyện đối không với lực lượng NATO để củng cố khả năng hiệp đồng và đường dây liên lạc cần thiết trong những chiến dịch đường không đa quốc gia. NATO trước đó cũng triển khai hàng loạt tiêm kích tới nhiều nước thành viên ở sườn đông liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang do tình hình Ukraine. Các quốc gia thành viên EU và NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay từ mức 2% sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Rumani là quốc gia có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine và đã chứng kiến xung đột lan đến biên giới. Năm ngoái, Rumani đã đồng ý mua 32 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng từ Na Uy, bổ sung thêm vào 17 chiếc mua từ Bồ Đào Nha kể từ năm 2016. và tháng 7, Rumani đã công bố thành lập một trung tâm đào tạo khu vực dành cho phi công F-16 và cuối cùng sẽ được cung cấp cho các đồng minh và đối tác của NATO, bao gồm cả Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Rumani mới đây cho biết Nước này có kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới nhất từ nhà sản xuất Lockheed Martin của Mỹ với tổng giá trị 6,5 tỷ đô la Mỹ theo một thỏa thuận được ký kết hồi tháng 4. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.